Anh chị và các bạn thân mến, câu hỏi thường trực mà quý anh chị em và các bạn thường hay đặt ra đó là vì sao bất động sản tăng giá? Và đây là câu hỏi mà gần như là nhà đầu tư nào tham gia lĩnh vực bất động sản cũng đều rất là băn khoăn. Vậy bất động sản tăng giá là do đâu? Thưa với anh chị em và các bạn, bất động sản tăng giá nhiều người cho rằng là nó do chính phủ. Vậy thì có thực sự là do chính phủ làm cho bất động sản tăng giá hay không? Thì chúng ta sẽ làm rõ trong ít phút sắp tới. Cũng giống như bất kỳ một cái thị trường nào thì thị trường bất động sản khi mà nó muốn tăng giá thì điều quan trọng nhất đó phải cần kể đến đó là dòng tiền. Tuy vậy thì dòng tiền bao nhiêu là đủ để khiến cho tất cả thị trường bất động sản đều có một cái khuynh hướng dài hạn để tăng giá? Thì đây là một câu hỏi thực sự rất là khó. Và nếu như với một cái dòng tiền vừa phải, tức là khoảng một cái lượng tiền vài trăm tỷ hoặc vài nghìn tỷ, thì chỉ có thể làm cho thị trường bất động sản ở một số khu vực gọi là riêng lẻ có thể tăng giá. Còn để cho thị trường bất động sản của cả nước hoặc thậm chí là cả một cái khu vực thì tăng giá, thì điều này nó phải đến từ một cái luồng tiền đủ mạnh, đủ lớn. Nó có thể là một vài nghìn tỷ, vài chục nghìn tỷ hoặc vài trăm ngàn tỷ, thậm chí nó phải kể tới là vài chục tỷ đô la Mỹ. Như vậy thì lấy đâu ra vài chục tỷ đô la Mỹ? Từ đâu có vài chục tỷ đô la Mỹ? Thì thưa với anh chị em và các bạn, để có nhiều tiền như thế vào thị trường, vào nền kinh tế thì cần có một cái cơ chế chính sách của chính phủ cũng như là những cái chính sách con của các bộ ngành để thúc đẩy thị trường bất động sản. Và đây cũng chính là những cái nguyên nhân mà anh chị em và các bạn đã sử dụng để tranh luận với Thắng trong những video trước đó, về việc là những lý do Thắng nêu ra về việc thị trường bất động sản đã tăng giá rồi thì khó có thể tăng giá tiếp theo. Giải thích thị trường bất động sản phải theo những cái cơ chế điều hành của chính sách của chính phủ thì mới bớt đúng. Thì hôm nay Thắng sẽ giải mã với quý anh chị em và các bạn những cái chính sách mà ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, làm cho thị trường bất động sản của Việt Nam trong những năm vừa qua tăng giá rất là nhiều. Cái đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là cái chính sách liên quan tới việc là lập ra một cái công ty gọi là VAMC, tức là công ty xử lý và mua bán nợ xấu. Thì nợ xấu của các ngân hàng trong hàng chục năm trước đó chủ yếu đến từ cái thị trường bất động sản. Và nhiều cái khoản nợ là từ thị trường bất động sản, lý do là vì một số cái ngân hàng thì sử dụng cái việc định giá bất động sản quá mức của những năm 2007-2008, dẫn đến cái việc cho vay trên cái cầm cố bất động sản là quá lớn. Ví dụ như miếng đất đúng ra nó chỉ có giá ở giai đoạn 2000 là 1 tỷ, nhưng mà đến 2006-2007 thì giá đất nó có thể lên tới 5 tỷ. Và ngân hàng căn cứ vào cái giá đất tại thời điểm 2006-2007 để cho vay với cái mức khoảng 3-4 tỷ, và người đầu tư bất động sản lại cầm cái tiền này để tiếp tục đi đầu tư. Do đó thì nó dẫn đến những cái việc đó là định giá sai thị trường bất động sản, và giai đoạn tiếp theo 2009-2013 thì bất động sản giảm giá. Từ đó nó dẫn tới câu chuyện là các cái khoản vay của các ngân hàng là nó chuyển biến từ nợ thông thường thành nợ xấu, và các ngân hàng gặp rắc rối trong cái câu chuyện dòng tiền. Và VAMC của chính phủ mở ra mục đích là để hỗ trợ cái dòng tiền tái cấu trúc các cái ngân hàng, và đặc biệt là điểm đến chính nó là tái cấu trúc lại thị trường bất động sản nhằm mục đích là gỡ cho các cái khoản nợ này. Khoản nợ đang xấu thì trở thành không xấu nữa, là lý do là bởi vì nếu giá bất động sản đứng ở một cái mức giá mà thấp hơn so với cái mức định giá của các ngân hàng thì các khoản nợ này được gọi là những khoản nợ xấu, không có tính thanh khoản và khó đòi. Nhưng thị trường bất động sản tăng giá trở lại và đẩy qua cái mức giá định giá của ngân hàng thì các khoản nợ này thì chỉ chuyển biến từ nợ xấu thành nợ không xấu và các ngân hàng có thể xử lý được. Từ đó tháo gỡ cho cái hệ thống ngân hàng trong cái câu chuyện nợ xấu và tái cấu trúc ngành ngân hàng trong giai đoạn 2013-2018. Từ đó thì thị trường bất động sản cũng được những chính sách khác của chính phủ để thúc đẩy nhằm mục đích là gỡ cho những cái khoản nợ này. Điểm mấu chốt thứ hai đến từ cái dòng tiền của việc ngân hàng nhà nước nâng cái tỷ lệ sở hữu đô la Mỹ dự trữ ngoại hối từ mức năm 2013 ước tính khoảng trên dưới 20 tỷ đô la Mỹ mà đẩy lên mức dự trữ ngoại hối khoảng trên 60-62 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2017, đầu 2018. Đây là một trong những việc mà đẩy ra thị trường một cái lượng tiền mặt Việt Nam đồng rất là lớn.
Bởi vì đấy mua đô la Mỹ về thì dự trữ thì đương nhiên một lượng tiền lớn là Việt Nam đồng sẽ được đẩy thị trường. Mà dòng tiền được đẩy ra thì trước mắt thì chưa chảy ngay vào nền kinh tế, thì có thể là sẽ sử dụng cho hai cái kênh, đó là kênh chứng khoán và kênh bất động sản. Đó là cái điểm mấu chốt dẫn đến là cái tiền rẻ ở ngoài thị trường rất nhiều và đẩy thị trường bất động sản tăng giá. Điểm mấu chốt thứ ba đó là cái lượng tiền kiều hối và một số dòng tiền đầu tư nước ngoài chảy vào Việt Nam thông qua đầu tư gián tiếp và trực tiếp. Một số cái luồng tiền nước ngoài nhìn thấy chính sách hỗ trợ của chính phủ cũng như là một số cái chính sách gọi là mở biên cho người nước ngoài có thể mua đầu tư bất động sản tại Việt Nam, thì sẽ dẫn đến là một cái lượng tiền không nhỏ từ các quỹ đầu tư bất động sản cũng như là một số các cái nhà đầu tư nước ngoài thì đổ tiền vào Việt Nam trong cái giai đoạn vừa qua. Đặc biệt chúng ta không khó để nhận ra cái chính sách là lập cái đặc khu, ba đặc khu mà vẫn chưa được thông qua, Quốc hội chưa thông qua. Nhưng cái thông tin lập ba đặc khu kinh tế là Vân Đồn, Phú Quốc và Vân Phong đã khiến cho thị trường bất động sản lấy đó làm cái động lực thúc đẩy, và dòng tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài đã đổ về Việt Nam không hề nhỏ trong giai đoạn vừa qua. Nó dẫn đến một cái lượng tiền của kiều, gọi là kiều hối và đợi dòng tiền nước ngoài rất là nhiều. Có thể kể đến khoảng tờ 10 đến 12 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2016-2017 đổ ập vào thị trường Việt Nam. Nó đưa cho thị trường một cái lượng tiền nhàn rỗi lớn và thổi thị trường bất động sản tăng giá mạnh mẽ trong giai đoạn này. Có thể nhiều quý anh chị em và các bạn chỉ để ý đến những cái chính sách riêng lẻ từng khu vực, có thể là khu vực Đồng Nai, có thể là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có thể là Hà Nội, Đà Nẵng, cục bộ từng khu vực thì có những cái chính sách riêng lẻ của chính phủ để đưa thị trường bất động sản tăng giá cục bộ tại một số khu vực. Tuy vậy thì để nhìn nhận cả một cái thị trường chung của toàn quốc tăng giá chung trong giai đoạn 2015-2017, nửa đầu 2018 thì thực sự cần phải nhìn nhận ở vai trò tổng quan, tức là liệu các nhà đầu tư nước ngoài có quan tâm thực sự đến thị trường trong nước hay không, hay thị trường Việt Nam hay không, thì chúng ta phải kể tới một số nhà đầu tư châu Á gồm có nhà đầu tư của Hồng Kông, của Đài Loan, của Trung Quốc, của Thái Lan, của Hàn Quốc và Đài Loan. Thì đó là những cái luồng tiền rất là lớn thông qua một số cái quỹ đầu tư trong nước hoặc là một số công ty được lập ra, nhưng mà tiền thì được đổ về từ các nhà đầu tư nước ngoài. Người Hàn Quốc, người Đài Loan, người Hồng Kông thì trong giai đoạn vừa qua là quan tâm rất là nhiều đến thị trường bất động sản Việt Nam. Đây cũng là một cái lượng tiền rất là lớn mà nếu như thống kê qua các cái quỹ đầu tư chảy qua thị trường chứng khoán, sau đó chảy vòng qua thị trường bất động sản thì là không hề nhỏ. Và người Trung Quốc, đặc biệt là người Hoa thì đã tới Việt Nam mua bất động sản theo cái phương pháp mà đầu cơ tích trữ giống như những cái hàng hóa trước đó mà họ đã làm. Đây cũng là một trong những cái lý do rất là lớn dẫn đến cái luồng tiền cục bộ từ phía Trung Quốc đổ sang Việt Nam, đầu cơ theo cái cách mà đầu cơ giá điều, giá hồ tiêu, giá cà phê hay là đầu cơ nông sản. Thì thị trường bất động sản là nơi có thể ngốn được cái luồng tiền rất là lớn từ những nhà đầu tư này. Nó dẫn đến một cái lượng tiền đổ tràn về thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán trong 2 năm 16-17 khiến thị trường tăng giá. Nhiều anh chị đi vào cái phân tích chi tiết những cái cây cầu, những con đường, những dự án được mở mới, lấy lý do đó để đưa từng khu vực cụ thể, những khu vực mà anh chị và các bạn đang quan tâm, giải thích cái lý do tại sao thị trường bất động sản tại khu vực đấy tăng giá. Tuy vậy đó không phải là lý do chính đáng nhất để dẫn đến cái việc mà giải thích thị trường bất động sản Việt Nam tăng giá trong những năm vừa qua. Thì rõ ràng thì chúng ta không khó để nhận ra rằng là những cái lập luận của một số nhà đầu tư chuyên nghiệp, các quỹ đầu tư cũng như các chủ đầu tư các dự án lớn, họ đều phải căn cứ theo những cái hoạch định chính sách của chính phủ. Thì rõ ràng chúng ta có thể không khó để nhận ra là cái việc mà nới những cái chính sách, những cái quy định về việc là dễ dãi hơn trong cái câu chuyện cho những nhà đầu tư nước ngoài được phép, hoặc là các quỹ đầu tư gián tiếp được phép tham gia đầu tư vào các công ty đang kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Thương vụ lớn nhất của đầu năm 2018 đó chính là thương vụ chuyển giao cái khối tài sản gần 10% của Vinhome, một trong những công ty bất động sản lớn nhất hàng đầu của Việt Nam, cho quỹ đầu tư SG của Singapore. Đây là một trong những cái điểm đầu tư điển hình, đầu tư gián tiếp qua một công ty bất động sản lớn của Việt Nam. Đó cũng là một trong những công ty đem tới 1,2 tỷ đô la Mỹ chảy vào thị trường bất động sản Việt Nam, cũng là nguồn cơn của tất cả những cái gọi là đợt tăng giá năm 2016-2017.
Một lý do khác nữa tại các cái khu vực mà đặc biệt là những cái khu vực mà trước đây theo cái định hướng chính sách của chính phủ đó là lập ra các cái đặc khu, học hỏi theo các phương pháp lập đặc khu của các nước trên thế giới, ví dụ như đặc khu thẩm quyến của Trung Quốc, thì chúng ta đã cho phép đầu tư mạnh mẽ hai cái đặc gọi là hai cái khu vực rất là được nhiều các nhà đầu tư bất động sản quan tâm, đó chính là Vân Đồn và Phú Quốc. Thì hai cái sân bay lớn, sân bay Phú Quốc và sân bay Vân Đồn. Sân bay Vân Đồn được Sun Group đầu tư mang tính chất cá nhân, còn sân bay Phú Quốc thì được nhà nước, chính phủ đầu tư rất là mạnh, thúc đẩy cả cái khu vực gọi là đảo Phú Quốc và đảo Vân Đồn. Từ đó thì nó tạo ra cái động lực, cái góc nhìn của các nhà đầu tư trong nước cũng như là quốc tế về thị trường bất động sản. Đây cũng là nguồn cơn để hút cái dòng tiền từ rất nhiều nguồn khác nhau trong dân chạy thẳng về thị trường bất động sản trong cái cơn tăng giá năm 2016-2018. Một điểm đáng lưu ý khác mà quý anh chị em và các bạn đừng bao giờ bỏ qua, đó chính là anh chị phải đặt ra một cái câu hỏi. Nếu như ngân hàng nhà nước đưa ra với cái chính sách như đầu video chúng tôi đã nói về cái câu chuyện, đó chính là nâng tỷ lệ dự trữ quốc gọi là ngoại hối lên, thì đương nhiên cái dòng tiền phải chảy tràn ra thị trường bằng Việt Nam đồng. Vậy cái dòng tiền này nếu đổ tràn vào nền kinh tế thì đương nhiên chắc chắn lạm phát sẽ gia tăng, do là cái phương tiện thanh toán của chúng ta được support bằng cái chính sách tức là nâng dự trữ ngoại hối thì Việt Nam đồng sẽ nhiều hơn thì lạm phát. Vậy để tránh cái chuyện lạm phát thì hai cái kênh mà là hai túi Doraemon hoàn toàn có thể gọi là chứa tất cả những cái lượng tiền mà chính phủ support đẩy ra thị trường, thì đều đó là kênh chứng khoán và kênh bất động sản. Đưa tiền vào hai cái kênh này thì nền kinh tế thực của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng về cái chính sách tiền tệ nới lỏng của chúng ta, thì sẽ không dẫn đến lạm phát. Và chúng ta thấy được rằng 2016, 2017, 2018, 3 năm đó thì chúng ta không thấy lạm phát gia tăng. Lý do là bởi vì dòng tiền đã chảy rất nhiều về kênh chứng khoán và bất động sản. Một cái lý do khác rất là quan trọng mà anh chị em và các bạn cần phải thực sự rất là lưu tâm, đó là nếu như mà không thúc đẩy thị trường bất động sản thì rất dễ cái nguồn cơn của câu chuyện đó là nợ xấu tại các ngân hàng trước đó sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Và khi thúc đẩy thị trường bất động sản trở lại với cái mức giá hiện tại thì chúng ta không khó để nhận ra rằng là mức giá hiện tại của thị trường bất động sản tương đồng với hoặc thậm chí cao hơn so với mức giá bất động sản năm 2006, 2007, 2008. Và do đó thì các cái khoản nợ xấu của các ngân hàng được tháo gỡ. Và từ cái khoản nợ xấu đó thì chúng ta đã thấy được rằng là những năm vừa qua thì các ngân hàng thương mại, đặc biệt là những ngân hàng lớn gồm Vietcombank, BIDV, Công Thương và một số các ngân hàng nhỏ khác gặp cái tình trạng rắc rối của nợ xấu thì đã được tháo gỡ rất là nhiều. Và từ đây thì chúng ta thấy được là cái quy trình tái cấu trúc nợ xấu bằng phương pháp không sử dụng tiền thật, sử dụng các cái chứng chỉ gọi là bán nợ sang cho VAMC và VAMC gọi là trả về cho các ngân hàng những cái chứng chỉ ghi nợ. Từ những chứng chỉ ghi nợ này thì có thể sử dụng để làm cái tài sản để vay nợ, vay liên ngân hàng và xử lý cái khó khăn của cái ngành ngân hàng trong giai đoạn 2013-2018. Và chúng ta đã thành công trong câu chuyện này. Đây là một trong những cái chính sách thực sự rất quan trọng, đặc biệt quan trọng trong quá trình tái cấu trúc các ngân hàng và củng cố cái nền kinh tế của Việt Nam bị suy yếu trong giai đoạn 2012-2013, ảnh hưởng của khủng hoảng trước đó. Và điểm này là điểm mấu chốt nhất mà anh chị và các bạn phải quan tâm, chứ không phải là cái câu chuyện là giải thích cái lý do tại sao thị trường bất động sản cứ tăng mãi rồi sau đấy cứ đổ lỗi cho những cái câu chuyện là chính phủ đang có những cái chính sách hoạch định này kia. Thực sự cái điều mà họ làm không liên quan đến cái câu chuyện mà quý anh chị em và các bạn nghĩ rằng là sẽ lại tác động đến thị trường bất động sản theo cái cách là đẩy thị trường bất động sản tăng giá. Có một cái điểm mấu chốt nữa mà muốn nhắc lại với anh chị em và các bạn, đó chính là câu chuyện năm 2016 là một trong những năm bản lề đánh dấu cái việc là thay đổi về cái cơ cấu kinh tế, nhận thức về cái phát triển kinh tế của Việt Nam, được gọi là năm bản lề cho cái câu chuyện đó là tư nhân hóa nền kinh tế Việt Nam. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Anh chị và các bạn nếu mà là những người quan sát thị trường kinh tế trong suốt giai đoạn 40 năm vừa qua thì chúng ta thấy từ khi đổi mới mở cửa năm 1986, từ cái câu chuyện khoán 5 khoán 10 tức là khoán nhượng đất cho dân, đến năm 1992 thì 93 thì chúng ta bắt đầu gọi là mở cửa hội nhập và bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ, cũng đây là một giai đoạn đổi mới. Nhưng cái giai đoạn đổi mới mạnh mẽ nhất phải là năm 2016,
một trong những năm mà chính phủ có thể đã bật đèn xanh cho cái câu chuyện, tức là lấy cái động lực phát triển kinh tế là kinh tế tư nhân, lấy kinh tế tư nhân làm nòng cốt, tức là để thúc đẩy nền kinh tế và coi kinh tế tư nhân đóng một cái vai trò quan trọng, trọng lõi trong nền kinh tế. Từ đó thì đã mở cửa bật đèn xanh cho rất nhiều các doanh nghiệp tư nhân, ví dụ như Vingroup, ví dụ như Vinamilk, Sabeco, ví dụ như những cái doanh nghiệp lớn Hòa Phát, Hoa Sen, những doanh nghiệp tư nhân trên sàn chứng khoán cũng như những doanh nghiệp tư nhân ngoài sàn chứng khoán thì có cái dư địa, có cái động lực phát triển, không phải cạnh tranh khốc liệt và giảm bớt cái việc là tác động lấy cái nòng cốt là kinh tế nhà nước như những năm trước đó. Điều này nó đã dẫn đến cái việc là hiệu quả hoạt động kinh doanh đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân đã đem lại những cái hiệu quả nhất định, những hệ số đầu tư và cũng như là cái hệ số lợi tức của các doanh nghiệp tư nhân đã thúc đẩy nền kinh tế trong giai đoạn vừa qua. Từ đó nó tạo nên một cái nền tảng rất là quan trọng, trọng yếu là để đưa cái thị trường bất động sản và đặc biệt rất nhiều doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam thì đầu tư rất là nhiều bất động sản, cũng như là hoạt động phát triển trong các lĩnh vực bất động sản. Đây cũng là cái nguyên nhân cơ bản rất là quan trọng để thúc đẩy thị trường bất động sản trong năm 2015, 16, 17, 18. Một lý do cuối cùng mà chúng tôi muốn cung cấp và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn đó chính là cái động lực thúc đẩy khi mà một cái thị trường, một cái trên xu hướng của bất động sản tăng giá thì cái dòng tiền được hút vào nó có một cái sức hút rất là mãnh liệt, là cái nền kinh tế thực và đặc biệt là cái nguồn dự trữ của dân chúng đã đẩy cái lượng tiền gọi là tích trữ trong vàng, trong tài sản gọi là tiết kiệm đưa vào thị trường bất động sản. Đây cũng là một trong những cái nguồn mà trước đó thì chính phủ cũng đã trao đổi và muốn rằng là đưa những cái gọi là cái nguồn tích trữ dự trữ của dân chúng vào hoạt động kinh doanh, và cách làm nó đã đúng và chúng đã khiến cho gần như là phần lớn cái cộng đồng dân cư trong xã hội đều đã và đang coi thị trường bất động sản là một nơi gọi là điểm đến hứa hẹn cho cái việc đầu tư, và toàn bộ những cái lượng tiền tích lũy hoặc là vàng tích lũy trong dân được đổ tràn vào nền kinh tế, đổ tràn vào thị trường bất động sản. Nó thúc đẩy thị trường, thúc đẩy kinh tế và thúc đẩy cái việc tăng trưởng GDP của Việt Nam là năm 2018 là nhiều nhất, lớn nhất trong lịch sử 10 năm trở lại đây kể từ năm 2009. Sẽ còn rất nhiều những lý do khác, sẽ rất nhiều những biện luận, những tranh luận về việc lý do tại sao thị trường bất động sản Hà Nội tăng giá, Hồ Chí Minh tăng giá, Vũng Tàu tăng giá, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, rồi Phú Quốc, Vân Đồn, rồi những vùng biên như Bắc Ninh, Bắc Giang tăng giá. Tuy vậy thì chúng tôi sẽ không thể kể hết được tất cả những lý do, những cái nguyên nhân chi tiết. Mong rằng anh chị em và các bạn tham gia cái lĩnh vực đầu tư, tham gia thị trường bất động sản có thể kể thêm những cái lý do mà khiến thị trường bất động sản đã tăng giá trong giai đoạn vừa qua ở dưới video này. Hy vọng là những cái chia sẻ của chúng tôi đem lại hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Mong anh chị em và các bạn luôn đồng hành với Thắng ơi và hãy ủng hộ Thắng ơi bằng việc share, chia sẻ và like video này cũng như là đăng ký kênh Thắng ơi để tiếp tục theo dõi những video hữu ích hơn mỗi ngày trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào.